xương, ôi xương, xương người á, hay là xương mông, giống quá vậy, xương, xương, xương này, cái này là xương người á, rất là giống xương người đúng không, xương mông. Hello, chào mọi người quay lại kênh Gió Đồng nhé, Lộc chào mọi người. Thì hôm nay thì Lộc với em Phúc chỉ có hai anh em mình thôi, thì mọi người có nhớ là những clip trước đây thì mình với Phúc, với Nhân, với Hùng nữa, bốn anh em mình có đi lên cái khu, cái khu gì ta quên này, cái khu phía trên á, cái bằng cái điện gì hả, Hoàng Sang. Ừ, Hoàng Sang. Ở trên đó, ở trên đó là cái chỗ cái hồi đó nói chung là cũng bảy ở. Và thì hôm đó thì có những vụ việc mà xảy ra mà rất là khó hiểu, đó là em Hùng nó bị giống như là bị nhập, mà cũng không phải nhập đúng không, mình cũng không hiểu như thế nào. Nhưng mà về thì anh em mình hỏi Hùng thì Hùng nó hầu như nó ngơ, nó không hiểu cái gì hết, không biết, Ừ. Và tụi mình cũng khá là tức, là do là mình không hiểu, nói chung nó nói chuyện rồi nó ngu ngơ, nói chung cũng khá là lý giải. Và hôm nay thì anh em mình đến đây lợi, nhưng mà đến đây với hai anh em thôi, do Nhân thì nó bây giờ đi làm mọi người, thì nó không có rảnh được thời gian đi với anh em mình. Còn Phúc thì cũng mình không biết nữa, mình nghĩ Hùng Phúc nó ý là ông Bảy, thằng Hùng, Hùng chứ Bảy, mà mình không biết nó có rảnh không, thì mình nghĩ cũng không biết nó còn dám đi không nữa. Tại chỗ này thì sau khi mà mình tìm hiểu thì ở đây mình mới biết là cái khu này có một chỗ của người gái tự dặn đúng không em, uống nước sâu tự dặn mà rất là linh, nghe nói là hầu như là nhập rất là nhiều người và cho số rất là nhiều người nữa đúng không, chúng dữ lắm, cho là chúng. Và anh em mình sẽ được cái sự chỉ dẫn của cô, đây là cô ruột của em ha, cậu ruột của Phúc chỉ đường lên, nhưng anh em mình hiện giờ tìm cũng chưa gặp. Nhưng mà có một điều Lộc với Phúc thắc mắc là khi đến cái chỗ cái nơi cái hũ, thì đây mọi người nhìn cái cây thì cái hũ đã không còn nữa, và cái cặp đựng cái hũ, cặp trẻ em á đựng cái hũ cũng đã bực di dời đi và không còn thấy nữa. Mình không biết là ai đã dời cái hũ đi rồi, và lý do tại sao họ dời cái hũ, và cái hũ bên trong là cái gì mình cũng chưa xác định được. Để mình quay lại camera cho mọi người xem này, mọi người nhớ cái hũ nằm ở trên cái ngã ba này không, thì hôm nay cái hũ không thấy đâu nữa. Này, cái hũ nó nằm trên ngã ba cây nè, và cái cặp mình nghĩ cái cặp này là người ta cũng đã lấy cái hũ bỏ vô cặp đem đi rồi, mọi người thấy không. Ở đây thì còn lại đôi dép thôi, mình không có hiểu là tại sao người ta lại vứt cái hũ trên cây và hiện giờ họ đã dời đi, hoặc là có thể là Lộc nghĩ có một cái khả năng như vậy, có thể là người ta có xem video của Lộc và người ta đã đem đi dời cái hũ chỗ khác, tại vì họ để ngay cái đường đi. Mà cái hũ đó mình nghĩ Hùng đã vô tình đùa giỡn với cái hũ đó và đã gây ra cái hiện tượng là họ đi theo, họ phá. Hoặc là có thể là một cái điều thứ hai mà mình suy nghĩ ra, mình không dám chắc chắn, đó là cái cô gái mà đã bị nghe uống thuốc tự tử mắc cách đây cũng khá lâu, nhưng mà đến giờ vẫn rất là linh mọi người. Là họ thường, cô đó là thường nhập vào người ta và cho số. Mình không biết là hôm đó tụi mình thấy có phải là cô gái đó không. Thì hôm nay hai anh em mình quyết định trở lại đến đó, chỉ có hai thằng thôi, để xem cái có hiện tượng gì xảy ra không mọi người. Bây giờ là anh em mình cũng chưa rõ cái chỗ đó nữa, thì chỉ nghe cậu của Phúc kể và chỉ cái đường đi. Thì hiện giờ là hai anh em chuẩn bị đi lên trển nè mọi người. Ở lên trển đây, khi mà Lộc tìm ra được nơi đó thì Lộc sẽ quay mình chia sẻ mọi người nhé. Mọi người, thì anh em mình đã tìm ra được cái hang mà mình
chưa biết chắc chắn cái hang này là phải không, là cái chỗ cô gái uống thuốc sâu tự tử rất là linh. Hồi như ai đây cũng biết đúng không? Ai cũng biết. Anh em mà đang ngồi nghỉ và anh em mình chuẩn bị, mình chưa dám chắc chắn 100%, nhưng mà anh em mình sẽ gắng cố gắng tìm ra chỗ đó. Mình không biết do là ở đây á, là ngay cái chỗ anh em mình ngồi nè, nói chuyện này nhớ không? Xích điện chút xíu. Ở dưới đó xíu. Mình nếu mà cái hang của cô gái đó ở đây á, thì mình ngắt các khả năng là hôm đó thì cái người đó theo phá Hùng. Đúng không? Thì bây giờ có hai anh em mình thì hai anh em mình sẽ không có kêu tên nhau. Và sẽ cố gắng tại bữa đó lúc đi là anh em mình đưa nói chuyện giỡn, đúng rồi, nói chuyện giỡn nhiều nên hơi giỡn nên cho có những cái câu nói gọi là hơi đùa cợt với người cổ trên này nọ, không tôn trọng. Đúng rồi, thì lúc bữa đó là không có nói nữa, nhưng mà mình chỉ hỏi là có nên mở không. Em không giỡn, nói chung là cũng hơi thấy tôn trọng xíu. Rất là thắc mắc luôn, giỡn không? Chơi. Như hôm nay anh em mình nếu mà tìm ra được cái chỗ đó thì anh em mình sẽ tìm ra cái căn nguyên như thế nào mà Hùng lại gặp cái hiện tượng đó. Đi chưa? Đi chấm chưa? Đi nè, đi. Vậy mọi người, đây là cái đường vô cái chỗ cái hang này. Mình không dám chắc chắn 100% là cái hang này nha mọi người. Mình đang tìm thôi. Cái này có cái cũng có ấy nè, biết phải không? Anh ấy có cúng đồ thế, đây nó cũng tròn mà đúng không? Tròn. Nữ luôn á, mình nghĩ đúng không ta? Hồi nãy á, lúc mà cậu nói là từ nhà ổng nhìn ra là thấy gì hả? Cái chớp vậy, khả năng cái chỗ này lắm. Nhưng mà hôm nay mình đi vòng vòng thử đi, chắc nhưng chắn không thì đó, mà anh nghĩ khả năng này rất là cao. Tại em để ý đi, ở đây có bàn thờ và có quần áo nữ, mọi người thấy á, đây là đồ thế và đồ thế nữ nè, thì mình nghĩ khả năng rất là cao ở chỗ này, thấy không? Nếu mà không phải thì sao có bộ đồ thế nữ đây? Hôm bữa mình đi là đâu có chỗ nào có, đúng không? Đúng rồi, chỉ riêng chỗ này thôi. 90% là chỗ này đó. Chỗ này có cúng kẹo mà kẹo cũng bị ăn, mà ăn theo một cách hơi là lạ nè. Bình thường là người ta xé ăn. Đúng rồi. Cái này cũng ngộ nè. Đây, cái này giống như con gì nữa ăn mà mình không biết, mình không dám chắc chắn 100%. Con gì kẹo được. Thì đó, này mọi người thấy không? Người ta xé là xé đây. Xé thì ừ, đúng rồi, xé xui. Người ta sao cắn trong này cắn ra. Ừ, cắn giống như là cắn ngay giữa luôn. Cắn ngay giữa. Cái này cũng lạ đó, nó gẹm. Em coi cái đó nó không vậy hay gì. Cắn giữa cái da nè. Cắn giữa cái da luôn hả? Ủa, cắn hai đầu luôn ơi. À. Nè. Hay là chuột không ta? Chuột sơn kẹo. Cái đó mình không dám chắc chắn. Nhưng mà mình thấy nó hơi lạ lạ ở chỗ là cắn ngay vô đó thì nó... Người mình thì không có lẽ là không ai mà ăn cắn vậy đâu. Nếu mà anh em mình tìm đúng nơi rồi á, thì mà anh nghĩ khả năng thì ở đây rất là cao. Vô cái chỗ này á, tại nghe mẹ mở nói là cái miệng hang nó vòng vòng, nó tròn, tròn, nó không có sâu nữa, nó tròn gì đó. Ừ, rất là giống chỗ này sao? Rất là giống luôn đúng không? Thì ông mà mợ em nói là gặp cái cây thị quẹo phải, nhưng mà rất lâu rồi, sợ cây thị như cái chặt bỏ. 4-5 năm rồi. Thì đúng rồi. Mà mợ nói là 4-5 năm. Thì đây là quẹo phải đúng rồi, nhưng mà không có thấy cái thị thôi. Nếu trong hang này là thờ là đúng rồi nè, tại mấy chỗ khác là thờ nhiều bàn phải không? Ừ. Chỗ này là thờ một chỗ một nè. Thì một chỗ mà chỉ có bộ đồ thôi. Vậy đó. Mà chỗ khác đâu có. Đúng rồi. Thì anh giống dấu chân quá ha. Hả? Ở đó giống dấu chân mà. Cái nào? Đó, ở trên đó nè. Cái đó giống dấu chân quá ha. Cái đen đen hả? Ờ.
Ừ, cũng giống. Có cái lỗ nữa. Nhưng mà quan trọng là bộ đế, độ thế này là chắc chắn là bộ thế này dành cho nữ rồi nè. Để cũng khá là lâu rồi nè, đúng không? Do ở đây không có mưa gió, lâu không có mưa gió. Nhưng mà có mưa gió là này cũng đi xuống được, tại trên xuống. Đó kìa, xuống, xuống. Ừ, xuống được. Nhưng tháng này đâu có mưa. Ừ, tháng này cũng mấy tháng trời, 4 tháng đâu có mưa đâu. Khả năng là rất là cao là anh em tìm ra cái chỗ này rồi. Ở đây người ta lên đây là sinh số này nọ. Bây giờ mình sẽ thắp một cái cây đèn cầy. Mình lấy rồi mình chiên cái cây lại cho. Một kia bếp hết rồi. Bếp hết rồi, chỉ có ở khu này thôi. Không, anh nghĩ khả năng rất là giống. Nó tròn, rất là giống như cái này quá nè. Như Út em mô tả. Như anh em mình một chút xíu sẽ đi xem lại cái nữa. Đi vòng qua coi coi mình khu khác rồi. Tối anh em về lại đi. Đúng rồi, nhưng mà nghĩa là anh em mình sẽ đi trùm vòng cái còn cái chỗ nào giống gì không. Để mình chiều khi anh em mình sợ lầm. Lầm. Cho nó sợ lầm đó. Bên em nếu mà không có là chắc chắn chỗ này anh em tối về lại. Đúng rồi. Mình không có nhang, mình đốt lớn. Nhang thì đem theo nó gãy, dễ gãy quá. Quẹt đâu ta hay gì? Nè, quẹt nè. Ngó anh ta, này có. Nên lên đây ngồi nè, đặt cái máy lên trên đi. Thì anh em mình hiện giờ thì mình nghĩ rất là khả năng là rất là phải nói là khả năng là đúng là chỗ này rồi mọi người. Thì anh em mình sẽ ban ngày thì mình nghĩ chắc là không có việc gì xảy ra đâu. Còn đêm anh. Ừ. Rồi đêm anh em mình sẽ đậu lại và anh em mình sẽ đi tìm ra cái coi còn có chỗ nào gần đây mà như lời của Út của Út nói ý. Cái tên à? Út của em nó nói. Bây giờ anh em mình thường thường mình nuôi cái đem nhang nhưng hôm nay không có đem, do là đem nhang rất là khó mọi người, rất là dễ gãy, anh em mình bỏ ba lô nó gãy trơn à. Thì mình sẽ có đem theo đem cày với một số tiền vàng bạc vàng mã. Giấc sáng giờ anh em mình đốt thì mình xin phép tối rồi mình đảo lại ha. Để đi đi qua đây nè. Tối giờ anh em mình gọi mình xin phép ông bà cũng hỏi mặt ở đây cũng như mà cái cô nếu mà đúng ở cái chỗ cô này, cái chỗ này thì cho cô phép cô quá, xin phép cô chứ. Ừ. Nếu mà tính tuổi cô mình chắc bây giờ là bốn mấy à? Bốn mấy. Hồi đó chứ là mắt là cũng còn trẻ lắm, còn trẻ mà bây giờ là 15-16 năm rồi. Là đến giờ giờ thì vẫn linh đúng không? Hiện giờ thì đỡ rồi, còn tầm 4-5 năm trước á. Rồi đất linh hiện giờ là nhiều người nói thì cô này nói chung là linh quá rồi, quá quậy á, bị yếm. Nhưng mà nói chung là cũng cái lời người ta nói thôi, cũng không biết sao. Mình không biết được chắc chắn. Chỉ là có những người xin số này kia lên thôi, còn bình thường là không dám lên. Tại cô này chung là cũng hơi bị ấy á. Thì đây nếu tụi con đến đây chỉ mong tìm hiểu về tâm linh. Còn nếu mà có những người của mạng mặt đây thì cho con trước tiên là con xin ông bà ông ngoại mặt phù hộ cho chúng con làm được cái video nó suôn sẻ, cũng như sẽ không gặp điều gì, và cũng như sẽ tụi con sẽ rất biết ơn và rất mong nếu mà có làm lỗi thì mong những người ông ngoại mặt đây bỏ qua từ tụi con. Tụi con hôm nay thì không có đem nhang theo, chỉ kem nến, thì những cái nến này cũng
chứng tỏ cái lòng thành của chúng con. Chúng con đốt một ít giấy tiền vàng bạc vào ba cái nến này, cũng mong tối nay tụi con đến đây thì ông bà ông ngoại mặt ở đây có gì bỏ qua cho tụi con, phù hộ cho anh em con quay mạnh tay mạnh chân suôn sẻ. Con bọt rồi rột rẹt rột rẹt. Ai đốt mình cậy đó đi. Đốt mình cậy tùm lum chứ. Hình như góc nào thấy cũng có đốt mình cậy chứ. Nhưng mà mình không biết ban đêm mà có ai lên đây không. Mình nghĩ chắc là không có đó. Đúng rồi. Nếu mà cái hang cô đúng cái cô này là em chắc chắn là người bình thường là ban ngày cũng không dám vô luôn. Ban đêm ban ngày gì cũng không dám vô luôn. Chỉ có những người mà ghiền số đề á. Xin số á. Tại vì ở đây thì ai cái khu này ai cũng biết về cái hang này. Và cái nếu mà đúng 100% thì mà anh nghĩ khả năng rất là cao. Tại thì mình thấy là những cái vật dụng xung quanh và những thứ mình thấy thì mình nghĩ là khả năng rất là cao là ngay chỗ này rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi ra phía ngoài và sẽ đi tìm vòng gần đây. Nếu mà không có chỗ nào tương tự thì rất khả năng là ở chỗ này 100% mà mọi người. Mà hiện giờ mình nghĩ trong đầu là hết 80-90% là ở đây vậy đó. 80-90%. Bây giờ anh em mình đi để cứ để ba cái nến y cũ đây. Mà coi này sợ gió nó ba. Không đâu, ở đây không có gió đâu. Phước sợ gió. Nó cũng đừng tắt hết cái lá khô rồi. Nè. Mình nghĩ không biết ai cúng giấy tiền ấy mà không chịu không đốt ha. Với tiền ấy phải bắt buộc người ta thường ta cúng ta phải đốt đúng không? Họ để y nguyên luôn. Mình không hiểu lý do. Mà tiếc cái là anh em mình quên mua bánh là phải quên vấn đề gì. Thường thường mình chỉ cúng nhang và đèn cầy. Mình nói bít ra, đâu có đường đi hả? Nó bít cái đường. Ở đây có đường gì nữa? Có đường nữa hả? Em coi thử coi có ấy không? Có này, có đường. Đi thử coi. Con gì còn lên nữa. Rất may là cái đèn mình tự nhiên nữa. Có hang nữa hả? Có đi gì chậm được em? Ủa? Đó là em, ra ngoài bên kia nữa. Chỗ ngoài hả? Chỗ ngoài. Bật đèn anh Khoan, để anh bật đèn cho. Anh dọn cái này để nó không có gì nữa. Hên là cái đèn anh tự nhiên nó xài được, nó bị khùng. Ủa bên này có cái miếu bỏ nè nè. Ừ. Cái chỗ này anh biết rồi. Cái này thì ở dưới chỗ cái hang ông. Cái hang ông gì nè. Cái hang ông gì nè ta. Gia đình chết chổng hết trơn luôn đó. Ông Bà Lê. Ừ ông Bà Lê. Hang ông Bà Lê dưới này chút xíu nè. Đi chỗ này nè. Anh từng đi lại đây rồi. 8 người chết trong đó đâu. Đúng rồi. Vậy là đúng rồi. Cái chỗ này á, người ta nói về ban đêm là từ đường đó lên á, là ban đêm là không ai dám đi là cái gia đình họ luôn. Tại khu đó chết rất là nhiều, không phải gia đình, không phải riêng gia đình của họ khu đó đó. Ừ, mà nghe nói là về đêm là có rất là nhiều người mà thấy này nọ, những người ở đó người ta nói luôn mà ta ban đêm ta không dám đi đường này lên. Trước đó là ông Hoàng Nam ông có lên á, mà không dám ở đêm đó. Có đi lên tới chỗ hang Ba Lê. Đó là gì ta? Hả?
đó cái miếu, đi qua miếu thử. Cái này có cái bồ đề. Hả? Anh cũng không biết cái gì nữa mà nó nở ngộ quá nè. Ở đây cái miếu nè, cái miếu mà có để cục đá ở giữa. Mình nghĩ chỗ này cao quá, ít ai tới lui cho nên rồi bỏ luôn. Này gió mát quá. Ở đây cái cây này thì mình không biết cái gì, mọi người biết cái này cái gì mọi người. Đây nè. Một cái trái, cái trái nó ngộ quá à. Mình ở đó giờ mình không gần ha. Nó rớt từ rớt trái cùng cái vỏ chưa? Ờ, nó rớt. Cái hổ trong gọt ra. Hình trái tim luôn mới chịu. Hôm nay nhìn xuống thấy cái đường lớn bên Ba Chúc nè. Đúng không em? Ủa bên đây sao giống núi nước quá? Nước. Hiện giờ là mình đứng dưới núi nước. Phải không ta? Núi nước. Để chùa nè. Chùa cái trường học. Hình như em ấy là chủ trường học cấp 1. Vậy là hàng ông Lê dưới hình. Ừ đúng rồi, ông Lê có người hàng. Mà thấy giống là thấy giống lắm mà không biết khoai không này chưa chắc nè. Anh nhớ cái chỗ hổm lên có cây gan vậy luôn, cũng mà nó khác chút xíu ở chỗ vậy. Hình như anh nhớ là không có cái này. Có cây vậy nào mà không có cái này. Hay là anh lộn. Không biết có lầm không biết mà rất là giống. Tại em nhớ hình như là anh cũng có biết cái hàng đó. Ở đây có cây mắc mèo. Cây này đụng vô ngồi gãi cột quần luôn. Cây đó mắc mèo. Ừ, em mắc mèo đó. Ngứa dữ dằn. Mùa khô này làm dễ bị ngứa. Hình như bên đó cũng có cái hang kìa. Bên đây còn đi lòn lòn nhiều lắm em ơi. Mà mình không biết đi gì đâu. Nó lòn qua đó nữa kìa. Em thấy cái hang cái lỗ không? Đi vô anh kia nữa đó. Bây giờ không mấy qua bên chỗ này thấy đường khó đi quá. Qua bên kia đi. Ờ mình đi qua bên kia đi. Bên này đường này. Anh em mình nghĩ là chỗ chính xác là chỗ này mọi người. Đi đâu không em? Có bàn thờ có mã rồi. Ừ hình như cái mộ á. Có đường qua không? Đường này qua được không? Cũng khó đi dữ lắm á. Cẩn thận em. Ừ đúng rồi đúng rồi em ơi. Ừ cái mộ, cái mộ. Cái mộ nhỏ. Ừ. Ồ cái mộ cũng bự mà nằm phục phía dưới. Ừ. Cái mộ đâu trong đây ta. Ở đây mình thấy xung quanh cái mộ này là mới sơn rồi hả? Năm 20 nhưng mà cái tên là tên Tiến Hoa. Mới làm lại, mộ mới làm lại. Cái không phải của người Việt mình. Vậy hả? Của người Hoa. Người Hoa. Ờ đúng rồi, mộ người Hoa. Mộ người Hoa mà mình sẽ không có quay vô trong mọi người. Đây là nhưng mà tại sao nó nằm trên đây. Ừ, nằm rất là khuất, hầu như khuất tất cả các ngôi mộ khác luôn. Tại em thấy ngay chân chỗ cái đúng rồi. Ở đây có số điện thoại. Cái gì bảy gì ta? Bảy... Bảy quý nhân hả? Bảy quý gì nó màu quá. Tăng. Phải không?
Đẩy quý gì mà chữ này chữ tăng tâm hả? Tâm hay tăng? Quá mờ luôn. Úc Úc tâm. Màu vàng Úc tâm. Vĩnh Phú. Cái này là di động. Đi số điện thoại, số điện Úc tâm Vĩnh Phú. Điện thoại. Còn nó máu mờ rồi. Mà tại sao để số điện thoại bên đây? Ok. Mọi người để ý mộ này thì trước tiên là về cái ấy thì mọi người thấy ngôi mộ này xung quanh là hầu như không có đường vào, chỉ có đường anh em mình mò vào từ một con đường rất là hầu như bích đúng không? Còn như là mọi người thấy nè, không có đường vào. Đây mà nằm thuộc hõm xuống dưới. Mình lấy thằng cày à, lấy thằng cày nè. Mình đắp thằng cày, mình không có nhang, mình đắp thằng cày thôi. Quan trọng là lòng thành của mình đây. Cái máy dựng khó dữ thật. Ôi da. Cái gì? Chắc là ở xa, nếu mà theo mà ở gần là người ta sẽ đem cốt vậy không ạ? Đúng rồi. Người ta sẽ đã đi luôn. Cô quẹt em bỏ túi ngoài phải không? Không cần hả? Lấy cái này. Mà sao họ chung phức trong này dữ ha. Nó nằm mà không có thấy luôn. Hồi nãy em vô tình gặp cái này mà mới thấy. Thì đúng rồi, vô tình chỉ thấy cái đó thôi mới thấy, còn nếu mà không có là cái cục này kêu quăng cái gì, kêu quăng gì nè. Cái gì ta? Chặt, tổ chặt. Ở đây thì không biết mộ mộ ông mộ bà, tại vì thì rất là tiếc là mình không biết tiếng Hoa. Mình chỉ tụi mình không đem nha, thì thường thường mình đem nhang gãy chơi mọi người, gãy rồi mà mình cắm lên cũng không có được, cho nên mình chỉ đem nến mà mình chỉ đốt cây nến vậy thôi. Có khi nào em nghĩ có khi nào cái mộ này của cái cô mà mắc ở đây? Nhưng mà cô đó em thấy em biết là cô đó là người Việt mình. Người Việt? Người Việt. Tại nãy em cũng thắc mắc là em sợ là không cái mã cô này luôn. Đúng rồi. Nhưng mà lại em thấy chữ qua là không phải. Thì đó. Cô là người Việt. Hơi khác, hơi lạ nè. Mà người qua là tại sao nằm ở đây mà lẻ lôi nữa. Không, không? Mình không biết tại sao mà lại sao? Nằm trong cách là... Nó khuất là không còn hoàn toàn không thấy luôn. Con này là nếu mà không ai mà... Không như tụi mình mà đi khám phá chui vô những chỗ này là không bao giờ thấy cái mộ ngôi mộ này. Không bao giờ. Tại vì ở đây nó gừng gú với lại he hóc hẻm mà anh em mình đâu có vô luôn. Nó khó vô, rất là khó vô, không có đường vô luôn. Không có đường vô, chỉ có cái dấu kẹt đó mình chui qua thôi. Mà anh em mình chỉ vô tình thấy thôi. Cái mộ này chắc cổ lắm nè. Tại anh này xây bằng đá nè. Ừ, xây bằng đá. Chỉ chắc ngửa xa là ừ. Này là nếu mà cô bác nào mà nếu mà có phải người nhà thì có thấy thì cũng mong cô bác ở đây bỏ qua, tại vì tụi con cũng có tính tò mò thôi, không biết ở đây là mộ của ai. Cho phép con sẽ quay cái mặt trước của ngôi mộ, và nếu ai biết chữ Hoa thì con mình cũng mong là mọi người cho mình biết đây là bà ông hay như thế nào. Từ trước giờ thì mình hạn chế quay bia mộ hả? Cái bạch đó hả? Cái gì? Cái bạch gì trong đó mà có quắn. Anh nghĩ nét sơn đủ. Có đông sơn ta bỏ lên kia. Để cho ta bỏ lên đó nè. Thử không? Dễ ra thử không? Cái nền không? Không biết nữa. Anh nói cho anh thử thử.
tại đồ người ta bỏ mình của tôi. Ừ. Anh thấy hình như có miệng phải không? Không có miệng mình còn cứng cứng có nên mở rồi. Cũng không biết nữa, nhiều khi của ngựa mà mặt mình thôi. Mấy đây mà thử đi, coi thử tại đây bỏ mà. Thôi để. Đây con mong ông bà ngoại mặt đây nếu có cái thì cũng mong mong bà lượng thứ bỏ qua cho tụi con. Cái gì? Cái gì thử gì? Nhớt. Nhớt hả? Chén ờ, cái chén này kia. Chén cúng á. Chén cúng hồi nè. Buộc lại, buộc lại. Buộc lại không? Buộc lại. Ừ, kỹ rồi. Có nghĩa là khi mà nó cúng á, người ta sẽ lên đây nó cúng. Người ta không cần đem chén theo, người ta cắt ở đây. Nhưng mà lâu lắm rồi đó. Em thấy không biết là lâu rồi. Thì lâu rồi. Mục rồi, cái vỏ mục rồi. Em đừng đứng quay vô ngâm mộ vậy. Ừ. Mình để đèn cày luôn á. Mình để đi, chắc tôi nghĩ không có. Nếu đèn cày rớt thì nó cũng tắt liền à, không có cháy đâu. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi ra. Và về đi anh em mình sẽ vô cái thì cái chỗ này là mình nghĩ khả năng là cái chỗ của cô gái đó rồi. Tại vì vòng vòng đây thì anh em không có tìm nơi nào mà có chỗ giống tương tự nữa. Chắc rồi. Đi một vòng không có thì chắc chỗ đó anh em mình tối sẽ quay lại. Vòng đi quay lại chỗ đó. Anh em mình đi một vòng nữa nè. Anh em mình kiếm kỹ cái nữa rồi xong anh em mình đợi. Đây mọi người thấy không? Ở trên này hổng xuống nè mọi người thấy không? Hầu như là không giờ ở ngoài nhìn vô là không giờ thấy được. Nè, không giờ thấy được. Nó bằng gan. Hụt ở dưới dạ, hai viên đá hai bên. Nó hụt xuống đá. Chỉ có anh em mình vô tình mà mình không biết cái lý do tại sao người ta ghi tên và số điện thoại trên đây. Đúng rồi. Cái là khó hiểu. Hay là có khi nào ngôi mộ này của những người hảo tâm người ta lại người ta xây. Cái này là gì? Nói chung là vô không có chủ, không có người thăng luôn á. Ừ. Rồi cái người những người này ta làm rồi. Giống như để số điện thoại nếu mà ai là người thân ai nhau mình có hiểu ta cũng không đúng mà số điện thoại cũng không biết sao đó. Lấy điện thoại gọi thử không thử không chết bà má anh không có tiền khổ cái máy này không biết có tiền không. Bây giờ anh em mình sẽ đi ra nếu có thể thì tối anh em mình vô đây tối đi. Ừ, tối nghĩa mình đi bển rồi nhưng máy mình đi ghé ở đây luôn. Thì ở đây anh em mình sẽ vẫn để cây đàn cây. Tại vì đàn cây rất có nghĩa là khi mà ngã hay gì đó nó cũng rất là dễ tắt cho nên nó không gây cháy rừng hoặc là thiên tai. Thì giờ anh em mình sẽ đi ra ngoài qua bên cái chỗ đó rồi anh em mình tối rồi nó hoành ra đây. Dạ rồi, tét quần luôn rồi. Rồi thì anh em mình cũng vừa thấy một cái chỗ nữa nhưng mà anh ơi, là không đúng đâu không phải chỗ nào tại chỗ này chỗ mà cái cô gái đó chết là ta xin số này kia rất là nhiều luôn. Ừ, ta sẽ có những bàn cái thờ nhang này kia đúng là phải có nhưng mà cái này là không có. Ừ, cái này trống lỏng nhưng mà nó chỉ có giống ở chỗ là cục đá dòm đúng rồi. Giống những cái cục đá dòm này nè, cái này cái hang cũng phải hang có cái dĩa để chung lâu quá ta bỏ nha. Ừ. Mình nghĩ chắc phải chỗ này cái gì vậy? Cái chung cái đồ để cắm nhang cái đồ để cắm nhang ê xương gì ta ê xương em ơi xương em ơi xương ôi xương người á phải là xương mông giống quá vậy xương xương ơi cái này là xương người á rất là giống xương người đúng không xương mông để kiếm chỗ khác ủa cái cây em dích nữa rồi
Nè, nè, nè. Đúng. Thiết bị đâu rồi? Ủa? Có cái ném dục đâu? Đừng có bóp tay vô. Cái xương này xương mông nè. Đó, thì xương. Xương mà xương hơn chinh đít á. Mọi người thấy giống không? Đây nè, kêu anh tắt đèn bớt cho nó chỉnh đèn tối lại cho mọi người xem. Tắt đèn, đèn sáng. Nó thấy không? Mọi người thấy kỹ không? Nè, mình chỉnh đỏ lên mọi người thấy rõ nè. Nó là xương này, xương mông. Mà rất khả năng là xương người. Mà nó nằm ngay cái chỗ cũng gần ngôi mộ, đúng không? Cái bên. Cái bên ngôi mộ. Và cũng rất là cũng gần cái chỗ nơi của cô gái tự tử. Cô gái nhưng mà nói cô gái chứ nếu mà đến giờ là cái người đó cũng lớn tuổi rồi. Mình kêu bằng gì đó. À, mình cái gì đó. Mấy tuổi. Kêu bằng cô đi nay, kêu bằng ít, kêu bằng cô cho. Tại lúc họ lúc đó họ còn trẻ, họ mắc còn trẻ. Trẻ. Không nhưng mà mình sẽ nếu mà vô chồng mình sẽ hô kêu bằng cô. Được, kêu bằng cô. Bằng cô. Mà cái canh có miếng này ở đây, xương người á. Xương này xương người chắc chắn, tại không có xương động vật nào mà nó có cái kiểu này hết. Tại nó xương xương dẹp cơ mà mông á, xương bằng đít. Xương xương người. Ừ. Mà lâu lắm em. Ừ, một cái rồi. Cái này mình nghĩ có khi rồi lúc trước rồi chết bon bót á. Rồi người ta thu gom không hết không? Cũng đúng. Tại này giặc miên rồi. Đúng rồi. Cũng nhiều lắm. Ừ, bon bót thì lúc chết hầu như hang nào cũng có người chết. Nhiều khi ta thu gom không hết, cho sau đó thì họ gục. Nhưng mà chỉ còn thấy... Sót, còn sót. Ừ, chỉ thấy có một cái miếng xương thôi mọi người. Một miếng bên đây thôi. Mình nhìn vòng vòng đó còn cái gì không? Còn không em? Cẩn thận đừng có đạp lên. Để anh đại anh sẽ đốt cây vài cây cây đèn cầy ở đây. Mình sẽ đốt một cây đèn cầy ở cái chỗ cây xương này. Nãy anh đưa lại cho em rồi đúng không? Cái quẹt á. Đưa chưa? Ờ bỏ túi anh, bỏ túi. Tụi bậy quá tại. Cô ta cũng kiếm của mình. Còn này lại gì ta? Cái đó mình nghĩ chắc người ta để dành đất nha. Nhưng mà do là nó lâu quá không ai qua lại. Không lẽ chỗ này có người mắc sao? Tại mới thấp thương. Thì anh mình nghĩ cũng đang nghĩ giống như em á. Nhưng mà từ sớm giờ mình đi, mọi người mình thấy, mọi người thấy rồi thì giống như anh em mình đi gặp những cái điều, những cái chỗ này thấy hình như có cái chắc là hơi ghê. Đúng không? Đúng rồi. Hôm bữa anh em mình đi là anh em mình đi thì mình đi chỉ có những cái nơi mà ấy thôi chứ không có cái thấy những cái gì. Không lẽ mấy chỗ này nói chung là những cái vong hồn nhiều quá như băng hùng bữa đó băng giỡn rồi người ta ấy sao? Người ta quở đúng rồi. Những người khúc mài khúc mặt nhiều quá rồi bạn đi băng hùng băng giỡn á. Không có đinh nha thì ở đây tụi con đến đây chỉ mong làm những video về tâm linh thì tụi con cũng mong rất là mong là được tìm hiểu về tâm linh cho nên thì tụi con nếu mà có vô tình xúc phạm đến ông bà quốc ngoại mặt ở đây thì con mong bà lượng thứ bỏ qua. Con không biết ở đây là có phải là xương người hay là hay như thế nào nhưng mà tụi con trước tiên là xin phép ông bà ở đây thì con nếu mà bây giờ và tối nay có đến đây mà có làm phiền ông bà thì xin ông bà bỏ qua cho tụi con. Thì tụi con không có nhang cho nên tụi con lấy nến thay nhang để đốt cũng như là đây là cái lòng thành của tụi con gửi đến ông bà ngoại mặt ở đây. Tụi mình là không phải là thách thức cái tâm linh, không phải là gọi là tụi mình đi những cái nơi mà có hiện tượng tâm linh để chia sẻ mọi người. Nhưng không có nghĩa là anh em mình thách thức người khác ngoại mặt. Anh em chỉ muốn tìm hiểu thôi. Anh Lộc ơi. Sao? Đây có gì đứng ký tết. Em kêu anh được rồi. Anh đã quên. Cái đó hả? Ừ. Giống cái em em. Cái gì vậy? Này bọc vô em ơi. Ủa? Ai đem bên đây? Ừ. Bên đây đâu có làm gì đâu. Cái này giống cục vôi. Mà anh nó lúc đầu anh tưởng là cái sọ. Nhưng mà anh nhìn cái lớp bọc ngoài còn em thấy cái lớp bọc không? Thấy lớp bọc không? Nè nè. Lớp bọc nè. Ha.
Tại sao nhưng mà người ta đây, tại sao ta đem lên đây thì đó. Cái đó mình không hiểu được, cái này không biết cái gì nữa, cái nát kìa, cái chung như này ờ đó. Chắc đó thường nay đi nó nhiều cái nó thấy nó khó hiểu, thứ nhất, thứ hai mà nó cũng hơi ghê rợn, thật sự nó hơi ghê rợn. Anh em mình đi có hai anh em thôi cho nên thì ở đây đầu tiên thì ở chỗ này thì mình thấy khả năng là sưng người cái bụng mà không gì sao, cái này thấy hơi lo người, tại có hai anh em thì nó hơi đúng rồi, anh cũng hơi lo ở chỗ làm là mình đi ít rồi, nói chung thì đừng nghĩ đến việc đó, mình nghĩ đến rồi mình lại không có tinh thần đi thì đó, bây giờ hai anh em mình tới đâu tới đó, có đường ra không em? Ra dưới ra hả? Đừng ra đi, ngày xấu nên nói lời ồ cái đường này chui ngang khó dữ. Mọi người thấy anh em mình đi phải là tìm ra một cái chỗ mà để mà thấy là phải là dễ đâu mọi người, nhưng khi nhiều khi rồi mình muốn vắn tắt thì mình để cắt những cái đoạn mà nó dùm già, nhưng mà mình bây giờ mình thấy là mình muốn để nguyên vậy đó để cho mọi người biết là cái con đường đi khó khăn cỡ nào và nó khá là nguy hiểm. Mọi người thì yêu quý anh em mình đó, cũng như là yêu quý Phúc, thì mọi người đừng quên ghé qua kênh của em nó, ủng hộ em nó. Em nó cũng mới mới làm đây thôi thì cũng chưa có tiền đâu mọi người, thì anh em nó chỉ làm vì đam mê và cũng như là quý mến Lộc thì đi chung với Lộc vậy thôi. Ở đây có điện bắt quái nè, đi vô luôn. Sao em kỹ tay rồi em đừng có chụp bậy nha. Ở đây bánh nè. Cũng có ánh này này. Được không? Được không? Được không? Được, nhà anh cầm bánh. Này. À, mà có cây này cho em để. Đốt một cái cây ấy nữa. Một cây đèn cây nữa. Nói chung anh em mình hôm nay đi ít nhìn tới đâu thì anh em mình sẽ tiếp tiên thì xin nửa mãi mặt thôi, rồi sau đó thì anh em mình đứng sau, mình không có thể nào thách thức với thế giới vô hình được. Và tụi mình cũng xin thương vậy, về làm về tâm linh thì anh em mình nếu mà thấy nguy hiểm quá anh em mình sẽ rút, mà mọi người có chửi như thế nào thì anh em cũng chịu, tại vì làm bên này thì nó nguy hiểm nhiều thứ lắm, đó là con này con kia đi núi hoặc là gặp những thành phần không tốt. Thứ hai nữa là mình lại rủi ro ở về cái mặt tinh thần nữa. Cái quẹt nãy em để đâu? Đi cũng như bạn Hùng đó, chung là đùa giỡn hay quá quá lớn thì nên cái nó bị chị bây giờ em không biết bây giờ có nên rủ đi nữa không á, em bốc đi có nên rủ không để anh hỏi chứ không, nói chung là nếu đi thì dặn Hùng nói chuyện cẩn thận lại một chút, thì thật sự thì Hùng nó không sợ thật, nhưng mà không sợ không có nghĩa là mình coi thường họ. Đúng rồi, anh thì không coi thường á, nói chung là mình đi tới đâu cũng tôn trọng thì đó, mình làm đúng đừng có phá những cái nơi của người ta ở được rồi. Anh em đi xuống đi, anh em mình kiếm chỗ nghỉ đi, rồi tối anh em mình sẽ quanh lại. Đây cày cứng không ngã không nha, cứng cứng cứng. Anh nghĩ chắc ở đây cũng không có cháy đâu.
Đi về ở hồi đó. Được không? Ui. Rất là khó để cho cái giết nó tự quay. Ê, ngã ngã ngã. Không được rồi, không được rồi. Gọi cùng gọi với đây với anh. Chỗ đây nè, chỗ đây nè, chỗ đây nè. Về vừa rơi xuống thôi. Em thấy không? Em nghe nó rồi. Nè anh kêu gọi ở đây à. Đúng rồi. Anh thấy y gan lúc anh mới vô luôn. Không, không nghe, thấy. Thấy luôn hả? Lúc đầu anh thấy, giờ lúc này cũng thấy. Hồi nãy là ba lần như vậy luôn, đều như nhau. Thấy một thứ một. Đi xuống dưới kia. Bây giờ anh em mình vòng vòng đi rồi đi xuống dưới kia. Ở đây chỗ chiều nè mọi người. Anh em mình sẽ bây giờ sẽ vòng qua bên kia là chỗ cũ.